Hello các tình yêu nha. Cảm ơn các tình yêu đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Hôm nay mình sẽ trang bị bảng ngọc cũng như là cái trang bị cho Liên Đít. Ok nha, chúng ta đi vào cái trang bị nha. Shop đầu tiên, bạn lên cho mình cung bảo tố nha. Shop thứ hai thì lên một cái đôi giày kim cương. Và shop thứ ba đó chính là một cái thương xuyên phá nha. Và thứ tư các bạn lên cho mình một cái thánh kiếm đó này, trang bị đi rừng nha các bạn. Trang bị thứ năm đó chính là phúc hộp kiếm nha, và cuối cùng đó chính là một cái giáp hộ mệnh đó. Đó là trang bị nha, chúng ta qua bên bảng ngọc nha. Ngọc thì cụ thể là công vật lý 14, tỷ lệ chí mạng là 4% và xuyên giáp là 64, hút máu là 7.4% và tốc chạy là 6%, cũng như là tốc đánh khá là cao là 18.8% nha. Thì đi vào cụ thể thì ngọc đỏ bạn lên cho mình 8 viên, tỷ lệ chí mạng 0.5% và tốc đánh là 1.6%, và 2 viên là công vật lý 2.5 và hút máu là 0.5 đó. Thì về ngọc tím thì các bạn lên cho mình 4 viên, ngọc hút máu là 1.6% và 6 viên còn lại thì các bạn lên cho mình tốc đánh và tốc chạy là 1% đó. Về ngọc lục thì các bạn lên cho mình công vật lý và xuyên giáp, thì công vật lý thì 0.9 và xuyên giáp thì 6.4 nha. Đó thì mong các bạn luôn ủng hộ kênh mình cũng như là like và đăng ký chia sẻ cho mọi người nha, để mình có thêm một cái động lực nào đó để mình làm tiếp những cái video clip, và mong các bạn yêu cầu mình nhiều hơn trong cái những cái video clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video clip mình nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.